Nhận định, phân tích tỷ lệ và dự đoán trận đấu Bờ Biển Ngà với Algeria trong khuôn khổ tứ kết CAN Cup, cập nhật tỷ lệ kèo, phong độ hai đội, đội hình ra sân dự kiến. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Trước khi giải đấu tại Ai Cập khởi tranh, Bờ Biển Ngà được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong tay huấn luyện viên Kamara là hàng loạt hảo thủ trải dài ở cả ba tuyến. Những cái tên như Nicolas Pepe, Zaha hay Seri đều được đánh giá rất cao. Dù không xuất sắc như những đàn anh huyền thoại là Drogba, Toure, Kalou, nhưng họ vẫn là những ngôi sao sáng giá nhất bóng đá lục địa đen ở thời điểm hiện tại. Hành trình vào tứ kết của những chú voi rừng là khá bằng phẳng. Họ mới chỉ nhận một thất bại trước đối thủ mạnh là Maroc ở vòng bảng. 3 trận đấu còn lại là 3 chiến thắng thuyết phục. Ở vòng 1/8 vừa qua, dù phải chạm trán một Mali đang có phong độ cao nhưng bàn thắng duy nhất của Zaha đã đưa Bờ Biển Ngà đi tiếp. Thử thách thực sự chỉ đến với thầy trò huấn luyện viên Kamara ở tứ kết, khi đối thủ của họ là Algeria, Mare và các đồng đội thậm chí còn sở hữu thành tích toàn thắng ở những trận đấu vừa qua. Đáng sợ hơn, họ đang sở hữu lối chơi hiệu quả nhưng không kém phần đẹp mắt, khi đi tới 9 bàn và chưa để thủng lưới bàn thua nào. Có thể nói Algeria là đội bóng thể hiện ấn tượng nhất tại CAN Cup tính tới thời điểm hiện tại và không hề quá khi nhận định họ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà cái xếp thầy trò huấn luyện viên Djamel Belmadi ở cửa trên so với Bờ Biển Ngà. Mức kèo chấp dừng ở 1/4 trái, nhưng ở trận đấu giữa hai ông lớn thì nó lại nói lên nhiều điều. Algeria đang duy trì một sự ổn định đáng kinh ngạc. Có cảm giác họ đang lao phăm phăm tới ngôi vô địch và không phải ngại bất cứ vật cản nào. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà dù cũng giành được những kết quả ấn tượng nhưng vẫn chưa mang tới sự yên tâm tuyệt đối nơi người hâm mộ. Chạm trán các đối thủ ngang tầm, họ thường thi đấu khá chật vật, điển hình là chỉ thắng tối thiểu Nam Phi và Mali, cùng với thất bại trước Maroc. Khó khăn đang chờ đợi ở phía trước cả hai đội. Một trận thư hùng thực sự của bóng đá châu Phi, chiến thắng sẽ gọi tên kẻ có bản lĩnh hơn.